Kinh tế thì nhà cửa thì sau này có vợ là có nhà. Sau này em muốn để vợ mua nhà rồi em là người trả tiền nhé. À, em là Hương. Năm nay em 29 tuổi. Quê em ở Nghệ An. Hiện giờ mình đang làm việc ở đâu? Em làm ở trường Đại học Lao động Xã hội ở quận 12 ạ. Mời bạn nam giới thiệu. Em tên là Vũ Văn Sáu. Năm nay 33 tuổi. Quê em thì ở Thái Bình. Hiện tại em đang làm việc ở huyện Nhà Bè, thành phố Hồ Chí Minh. Em làm nghề gì em? Dạ, em làm bên ngành điện lạnh ạ. Anh làm điện lạnh làm về cụ thể là cái gì ạ? Công việc chính của mình là điều hành công ty chuyên về lĩnh vực mua bán, sửa chữa máy lạnh, lắp đặt hệ thống trung tâm. Bạn trai, mình giới thiệu cho bạn gái chút xíu về mình đi, những điểm mạnh, điểm yếu của mình. Điểm mạnh của em thì thích nấu ăn, thích làm việc, cũng có chút gan lăng lãng mạn ạ. Điểm yếu của em thì cũng hay quên. Anh có mối tình nào dài nhất chưa? Dạ có mối tình dài nhất là 3 năm ạ. Lỗi anh nha, mình hỏi hơi nó riêng tư một tí. Bởi vì anh cũng 33 tuổi rồi. Dạ. Là mình cũng lớn rồi, thấy anh chuẩn bị cho hôn nhân là anh đã chuẩn bị được những gì rồi anh? Dạ thì nói chung là hiện tại bây giờ trước mắt thì là cũng chuẩn bị được đám cưới ạ. Dạ. Còn về chuyện kinh tế thì nhà cửa thì sau này có vợ là có nhà. À có vợ có nhà, dạ giá tỷ giờ năm sau mình đám cưới thì là ra là mình có nhà luôn ở chưa anh? Dạ thì ý em nói là có vợ có nhà, thế là sau này em muốn để vợ mua nhà rồi em là người trả tiền nhé. À có nghĩa là giờ có tiền rồi, hiểu không? Người ta tôn trọng người phụ nữ, bây giờ tìm được hay vợ quá. Là cái gì là theo ý vợ hết. Tôi nghe tôi giật mình, tôi lo quá. Em muốn giật mình quá. Để vợ mua nhà, vợ tự trả tiền. Hay câu này hay. Bạn gái mình nói một chút xíu về bản thân mình đi, điểm mạnh điểm yếu của mình cho anh nghe luôn. Em là một người vui vẻ, hài hước, thân thiện. Em có thể nói chuyện được với nhiều người, dễ kết bạn. Còn nhược điểm của em thì đôi khi em hơi thiếu kiên nhẫn. Em không có năng khiếu về may vá thêu thùa. Em cũng hơi nhạy cảm, dễ xúc động. Còn em cũng khá là giỏi trong vấn đề là nấu nướng. Rồi có năng khiếu về nghệ thuật giống như là cắm hoa. Hoặc là ngày trước em có học thì có biết về tranh ảnh các kiểu. Thì em cũng được nhiều người nhận xét là có con mắt nghệ thuật. Vậy là tốt rồi. Ok, bây giờ mình muốn tìm một mẫu người bạn trai đàn ông như thế nào? Em muốn tìm một người là có trách nhiệm về gia đình, rồi chịu trạng. Và tính cách thì cũng hài hước, nói chuyện vui vẻ, biết quan tâm chia sẻ đến người khác. Có điều gì tốt kỵ mình kỵ người đàn ông không? Em không thích người bạn trai của em là áp đặt, bắt em phải làm như thế này, làm như thế kia, là em như thế là em sẽ phản ứng liền ạ. Gia trưởng đó. Dạ vâng ạ. Bạn có gia trưởng không? Dạ em không, em là con út trong gia đình. Có người bạn gái lý tưởng của anh là người như thế nào? Dạ thì em thì thực ra bây giờ hiện tại thì em thì đơn giản lắm, không gì đó. Cái chiều cao thì cơ bản chừng khoảng 1m55 được rồi. Tính tình thì vui vẻ hòa đồng. Như nãy bạn nói về cái chuyện gia đình nhé, thì những cái việc gia đình thì em có thể đảm đương được thay cho bạn đó. Hay vậy? Dạ thêu thùa hay là may vá nấu nướng thì cái gì cũng được ạ. Thêu thùa may vá làm luôn. Rồi rồi. Mình còn trên cuộc đời còn một người đàn ông thú vị vậy sao ta? Không còn. Vợ mua nhà, mình trả tiền. Ừ. Mà thêu thùa bếp núc mình làm luôn. Thiếu gì? Lấy vợ về là vợ làm gì? Thì lấy vợ về thì cũng là dọn việc nhà, cũng là việc trong gia đình, chủ yếu là cái đẻ thôi. Không. Cái đó không phải, tức là cũng gia đình như em phụ giúp thêm. Dạ. Những cái gì mà vợ mà mệt, mà vợ chưa làm tới thì mình có thể mình nhìn thấy vợ thì mình làm. Trời hay quá ta. Ủa anh có khuyết điểm gì không? Có tật xấu gì không? Anh có cái gì khó nói không? Dạ lúc trước thì em có, nhưng mà hiện tại vài năm nay là em không còn cái gì đó. Chỉ nó có cái một nhút nhát. Nhút nhát? Dạ. Giờ cũng còn nhút nhát nhưng cái tính này dễ thương mà. Dễ thương á, được á. Sao không được? Quá không được, giờ được. Vậy không đấy cưng. Anh có không? Anh có rồi là thiêu thùa may vá rồi. Không có, trời ơi. Anh nó giặt tả cho con, thiêu thùa may vá, giặt quần áo cho vợ đó chứ. Bỏ giờ thôi. Khó quá. Nhiều lắm anh ơi, em đừng có nghĩ xấu đàn ông. Qua coi đàn gái. Trời ơi. Trời em thích đàn ông làm gì cho mình để mình hạnh phúc? Quan trọng là người đàn ông đấy có muốn làm cho em hạnh phúc hay không, thì người ta làm những cái gì em cảm thấy em, nếu em có tình cảm rồi thì người ta làm gì em thấy hạnh phúc hết. Như thí dụ như người ta ngại, người ta có những cái gì đó mà ta không biết em thích cái gì, em có thể chia sẻ với họ không? Dạ em tính em rất là thẳng thắn, thì nếu như em thích cái gì thì em sẽ nói ra, chứ em không có cái kiểu bóng gió hay là lấp lửng. Đúng rồi đó. Ở phụ nữ cái chỗ đó đó, đôi khi phụ nữ thích mà không dám nói. Em nói anh đi đi sao anh không đứng lại. Đôi khi trách đàn ông sao anh không làm này cho em, không này kia. Ủa tao đâu biết gì tao làm, phải nói ra tao mới làm chứ. Dạ đúng vâng, không? Vâng. Được. Này được. Anh đây dễ thương lắm. Dạ vâng, cảm ơn anh. Rồi.
À, hôm nay mình đi có người nhà đi theo ủng hộ không bạn? Dạ, em đi cùng với chị và bạn đồng nghiệp của em ạ. Rồi, chào gặp chị ruột hả? Dạ vâng ạ, chị sinh đôi với em ạ. Hả? Chị sinh đôi? Dạ vâng ạ. À, chào chị. Dạ, em chào chị, em chào anh, em chào quý vị khán giả. Em là chị sinh đôi của Hương. Em sinh trước Hương 30 phút ạ. Hay quá ta. Rồi, nói chuyện với chị đi, y chang vậy đó. Dạ, chào chị. Em chào anh ạ. Đặc điểm nào nhận diện giữa hai người? Thực ra thì em nghĩ là nhìn từng nét thì hai chị em giống nhau. Nhưng mà nếu mà mình nhìn tổng thể á, thì có cái sự khác nhau. Em gái em thì có to cao hơn em một chút xíu. Bởi vì thường sinh đôi thì sẽ có một người nhỏ hơn, một người to hơn. Phải nhớ kỹ vụ này nha. Bây giờ chị thấy em rể tương lai sao chị? Anh phải nhìn kỹ thì mình mới thấy anh cũng có duyên. Chứ không có phải là để đập vào mắt mình là mình thấy mình ấn tượng liền. Duyên nó duyên ngầm đấy em. Dạ, duyên ngầm mà dữ hơn. Với lại là qua những cái lời mà anh chia sẻ á, thì em nghĩ là nếu như anh nói đó là sự thật á, thì em thấy ok. Bởi vì bây giờ thực ra nếu mà những cái điều đó thì em thấy hơi hiếm. Bởi vì đàn ông, một số người người ta nói một đường nhưng mà người ta làm một nẻo á. Thì nếu mà ở đây chương trình quay trực tiếp như này á, mà anh chia sẻ những điều như thế, mà anh cũng giữ được những điều như thế trong cuộc sống á, thì em nghĩ là em gái em mà gặp được đúng người như anh thì em thấy là ok. Dạ vâng, cảm ơn rồi, chị nhiều. Cảm ơn chị. Rồi, bạn trai có đi với ai không? Dạ, hôm nay em đi có cô kế toán và ba anh em làm chung công ty ạ. Thôi. Em chào anh Quyến Linh, chào chị Cát Tường. Rồi, chào em. Chào vị khán giả. Dạ, em là kế toán của anh Sáu. Thì trong quá trình làm việc thì em thấy anh Sáu rất là hiền, chân thành, cởi mở, rất dễ gần. Rồi em mong hai người có thể cho nhau cơ hội để tiến tới xa hơn. Mà em thấy anh, em thấy chị gái bên này không? Như thế nào? Dạ, em thấy chị rất dễ thương ạ. Phù hợp với yêu cầu của anh Sáu. Cảm ơn em. Rồi, bây giờ mình cho chú rể gặp cô dâu em. Nhìn kỹ nha. À. Anh có món quà tặng em nhân đầu gặp mặt. Cảm thì sau này anh. Nếu như mà có ta có duyên thì anh sẽ tặng quà nhiều cho em nhiều hơn. Nãy giờ em nghe mọi người nhận xét về anh thì em thấy anh cũng giống cái đối tượng mà em đang tìm kiếm. À, cảm ơn em. Anh thấy giống như là cái chuyện là anh ở Nhà Bè và đi lên quận 12 á, là anh cảm thấy là nó có quá khó khăn không? Bởi vì là nhiều lúc em thấy nhiều người á, em giới thiệu là em làm việc ở quận 12 là người ta bảo ôi xa thế. Thì bản thân anh thì cái đường xa thì anh không ngại. Dạ vâng ạ. Anh ngại là sợ là bên đó không có cho anh tới thôi. Còn nếu cho anh tới thì dù nắng mưa hay là giông bão anh vẫn tới được. Anh có thích những người con gái có tính cách sôi nổi hoặc là hơi mạnh mẽ một tí không? Bởi vì... Anh thích như vậy, tại vì anh hiền nên anh muốn một người vợ nó mạnh mẽ một chút để sau này có tiếng nói trong gia đình. À vậy anh lạ ghê luôn ta. Thích phải không chị? À, anh từ thú thực thì anh cũng rất có cảm tình với người Nghệ An. Dạ, cảm ơn anh. Thì hôm nay được quen em cũng thực sự cũng là nhờ chương trình sắp xếp cho anh được quen em. Dạ, anh nhìn hai người anh nhận ra ai chị ai em chưa? Dạ nhận. Nhìn, dạ. Nếu mà hai người đứng chung là anh quay đưng là tôi xáo trộn xong cái anh nhận ra được không? Dạ được ạ. Thôi bây giờ mỗi người nói một câu nào đó để chúng ta tiến hành bấm nút ha. Bây giờ trong tim mình thấy sao, mình cảm nhận cô gái kế bên thế nào, mình nói xong giống như mình tỏ tình vậy đó. Rồi cô gái cũng vậy, mỗi người một câu chúng ta kết thúc. Thì anh thì thật ra là những cái lời nói hay thì anh không có nhiều, nhưng anh muốn gửi tặng em một câu thơ ngắn ngủi thôi. Thì cũng coi như là cái sự bày tỏ tấm lòng của anh và trái tim anh muốn hướng về em. Một phút xa nhau ngàn phút nhớ, một lần gặp gỡ vạn lần thương, chiều chiều nhật ná vàng rơi xếp thành bốn chữ trọn đời yêu em. Cảm ơn anh ạ. Cô gái, em cảm nhận thế nào? Em nói đi. Em thực ra là đến chương trình là em đã cảm thấy là khá là may mắn trong những tất cả. Rất nhiều bộ hồ sơ thì hồ sơ của em được chọn là em đã thấy em cảm thấy may mắn rồi. Rồi được chương trình giới thiệu cho em một người mà phù hợp với cái tiêu chí của em nữa thì lại càng may mắn hơn. Cho nên là em cảm thấy em rất là vui. Cảm ơn chương trình và cảm ơn anh chị Quyền Linh và chị Cát Tường đã sắp đặt cho em và anh gặp nhau. Thì tất cả mọi chuyện nó vẫn đang còn ở tương lai phía trước. Em cũng không có dám nói gì nhiều. Thì em chỉ hy vọng là cả anh cả em là đều cùng nhau cố gắng và sẽ tìm hiểu nhau kỹ hơn và chúng ta sẽ có một kết quả tốt đẹp.
Bây giờ thấy con tim mình thế nào rồi? Thực ra là em cảm thấy là vui vẻ và không có gì là quá áp lực hay là như thế nào ạ. Rồi, thế được rồi. Dạ. Thấy con tim mình hơi sao động tí là được rồi. Như vậy là nào? Tốt rồi. Xin mời hai bạn để tay vào nút bấm. Và bây giờ là lúc mình lắng động lại, mình kiểm tra xem trái tim mình đang như thế nào. 1 2 3. Rồi, rồi chúc mừng hai bạn nào. Dạo này vội quá, còn 1 với 2 cứ chưa đọc là đã bấm nút không à. Chúng ta hãy nắm tay nhau để cảm nhận những giây phút đầu tiên.